để mà giúp cho chị có một cái số vốn và cũng có một cuộc sống ổn định hơn để lo cho bé Quyên ha. Dạ. Với lại là có thể là tụi em cũng hỗ trợ cho mẹ chị để bán như đó để kiếm thêm thu nhập, để cô thì cũng lớn tuổi rồi, đi mằn cỏ ngày cũng không có bao nhiêu, thì mấy mẹ con bán buôn ha. Đó, chị thấy như sao? Thì chị khi mà bây giờ chị đi học hỏi nào rồi xong chị muốn bán hàng đó, thì chị có cái lời nào để mà gửi đến quý vị khán giả mà yêu thương mình không? Thì cũng trước tiên thì cũng cảm ơn mấy anh, xong thứ hai là cảm ơn mấy cô chú khán giả đã ủng hộ với lại theo dõi em từ bữa giờ. Thì sau này nếu như mà em mà có buôn bán hàng á thì mong mọi người ủng hộ cho em, là em có tiền để lo cho gia đình. Dạ. Thì cái mọi cái chuyện buồn mà từ trước tới giờ, từ lúc tụi em biết chị tới giờ cũng lâu rồi ha, thì mình sẽ tạm gác lại, và bây giờ thì cũng anh em trong nhóm tụi em cũng sẽ hỗ trợ cho chị. Đây khi ngay từ đầu tiên chị sẽ bây giờ không có vốn, thì tạm thời là tụi em sẽ đưa những sản phẩm đó cho chị bán, rồi được bà con ủng hộ chị đó, thì chị sẽ dùng những cái vốn đó để mà mình sẽ dùng từ một cái số vốn nhỏ mà mình sẽ lập nghiệp lên ha chị ha. Dạ. Chị dưới rồi cái công việc giấc ngủ này nọ ăn uống rồi thích nghi không chị Hương? Mới thì kiểu như chỗ lạ nên em chưa ngủ được. À rồi. Xin chào cô chú chị các bạn, bên mình có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào. Thì chị đã xương khớp trong thần kinh tọa, một lít là một lít là 350.000, và đây là một ông mật ong gừng, một lít là 1.000.000. À, mọi người có muốn ủng hộ thì số điện thoại dưới màn hình. Dạ, mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Dạ, em chào chị Hương nha. À, thì chị Hương tối hôm qua mới về, tối qua hả? Rồi đang ở dưới bữa giờ thì chị học việc ở dưới rồi sao rồi? Cũng không biết được nhiều gì nữa. À, rồi là, ý là tối ngày hôm qua mà chị về đột xuất thì chị báo cho anh em tụi em đó là có công việc gì vậy Hương? Về đây xã mời. À, là mời lên, mời chị lên hả? Dạ. Nên là chị về hồi tối mấy giờ? Khoảng 10 giờ. À, rồi bé Quyên bữa nay nó đi học rồi, bình thường đúng không chị? Dạ. Thì rồi cho em hỏi nè, rồi bữa giờ khi mà anh em chở chị xuống nhà thuốc Liên Hoa Sơn đó, ở dưới học hỏi đó này kia cách thức mà bán hàng hay này kia cái nọ, thì chị học tới đâu rồi, chứ để chia sẻ cho mọi người biết được không? Thì ở dưới là học được rửa thuốc, rửa ngải, rồi sắc ngải, rồi đem vô bằm, tức là đem vô xay bột. Rồi đang ở nhà phơi đúng không? Thì theo chị thì chị thấy cái công việc đó có phù hợp với chị không? Phù hợp, tại cái đó cũng nhẹ nhàng, mà tại vì mình chỉ ý là mình có cái học nhanh là mình biết nhanh lắm, tại cái đó cũng nhẹ chứ không có nặng. Thì ngày hôm nay tụi em nghe nghe tin chị về nên là cũng muốn là đi xuống đây để mà chia sẻ cái câu chuyện của chị để cho quý vị khán giả, thì để cho mọi người biết là bữa giờ thì chị học học ở dưới như thế nào, rồi chị tính là đi xuống dưới học tiếp hay là như thế nào chị Hương? Xuống xong công việc là em sẽ đi xuống dưới. À, là mình đi lên xã mình trình báo xong rồi mình đi xuống dưới ha. Rồi làm việc cho chị luôn. Thì trong thời gian sắp tới á, thì chắc khoảng là tụi em cũng muốn là một hai hôm gì đó thì tụi em cũng đang gửi hàng xuống cho chị, để cho chị bán mật ong với nước cốt nhau đó. Thì rồi tụi em sẽ tặng cho chị một cái điện thoại, một cái điện một cái điện thoại, rồi hướng dẫn cho chị là bán hàng ha. Vậy là bây giờ là chị bữa giờ thì chị cũng biết được cái cách thức ở dưới đó người ta bán buôn làm sao rồi, pha chế những gì rồi đúng không, để mình biết được cái cách mà mình tư vấn á. Ừ, thì
tại vì bữa giờ thì tụi em cũng muốn là cho chị sẽ đi học hỏi giống như bé Tiền nhá. Em gửi xuống dưới nhà cô Út đó, cô Út chỉ hướng dẫn này kia nọ, xong rồi về mình sẽ bán hàng. Thì bây giờ là chị xuống dưới chị học, xong rồi cùng dưới đó thì anh em sẽ hỗ trợ cho chị là cái cách thức bán hàng ha. Thì để tụi em cũng đang gửi sản phẩm xuống, tụi em xuống hôm qua tụi em xuống nhưng mà chưa có đem hàng xuống. Có gì tụi em gửi xuống thì chị sẽ chuẩn bị là mua một cái điện thoại, cái sim điện thoại. Chị đăng ký đi rồi có gì tụi em sẽ để số điện thoại chị lên trên màn hình. Đó, cho mọi người mua thì liên lạc với ủng hộ chị Hương ha. Thì có cô chú anh chị nào mà hiện tại trong thời gian này mà yêu mến chị Hương giống như nhóm anh em, thì muốn giúp đỡ cái hoàn cảnh cho chị Hương để nuôi con, và chị Hương sẽ lấy những cái sản phẩm của bên anh em để cho chị Hương bán để nuôi bé Quyên. Thì trong 1-2 ngày tới đó anh em sẽ đưa cái sản phẩm xuống, rồi thì anh em sẽ quay và chuẩn bị cho chị Hương những cái công đoạn mà như lúc đầu của bé Tiền để bán buôn như thế nào đó, thì chị Hương sẽ bây giờ cũng học hỏi được rồi, đúng không chị Hương? Dạ. Thì cái chuyện mà vừa rồi thì cái sự việc của cha dượng của chị thì cũng coi như là đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Thì bây giờ là tụi em cũng muốn cố gắng để mà giúp cho chị có một cái số vốn mà cũng có một cuộc sống ổn định hơn để lo cho bé Quyên ha. Dạ. Với lại là có thể là tụi em cũng hỗ trợ cho mẹ chị để bán đó để kiếm thêm thu nhập, để cô thì cũng lớn tuổi rồi, đi mằn cỏ ngày cũng không có bao nhiêu, thì mấy mẹ con bán buôn ha. Đó, chị thấy sao? Thì chị khi mà bây giờ chị đi học hỏi nào rồi xong chị muốn bán hàng á, thì chị có cái lời nào để mà gỡ đâu quý vị khán giả mà yêu thương mình không? Dạ, thì cũng trước tiên thì cũng cảm ơn mấy anh, xong thứ hai là cảm ơn mấy cô chú khán giả đã ủng hộ với lại theo dõi em từ bữa giờ. Thì sau này nếu như mà em mà có buôn bán hàng á, thì mong mọi người ủng hộ cho em, là em có tiền để lo cho gia đình. Dạ. Thì mọi cái chuyện buồn từ trước tới giờ, từ lúc tụi em biết chị tới giờ cũng lâu rồi ha, thì mình sẽ tạm gác lại. Và bây giờ thì cũng anh em trong nhóm tụi em cũng sẽ hỗ trợ cho chị. Tại vì khi ngày từ đầu tiên chị sẽ bây giờ không có vốn, thì tạm thời là tụi em sẽ đưa những sản phẩm đó cho chị bán, rồi được bà con ủng hộ chị đó, thì chị sẽ dùng những cái vốn đó để mà mình sẽ dùng từ một cái số vốn nhỏ mà mình sẽ lập nghiệp lên ha chị ha. Dạ. Chị dưới rồi cái công việc giấc ngủ này nọ, ăn uống rồi thích nghi không chị Hương? Dạ, mới thì kiểu như chỗ lạ nên em chưa ngủ được. À, rồi thấy có quen việc chưa? Hay là quen việc chưa? Dạ, mới được có 1-2 ngày, nói chung là cũng ổn thôi chứ kiểu như chưa quen việc mấy. Thấy chị Lập đó, thấy chị cũng dễ thương, vui vẻ đúng không chị? Thấy vui vẻ, dễ chịu không? Ở dưới ai cũng hòa đồng vui vẻ hết. Dạ. Nên là thành ra ngày hôm nay thì anh em trong nhóm hay tin của chị Hương từ dưới An Giang đi về Vĩnh Long, thì anh em cũng cấp tốc xuống để mà cập nhật cái tình hình của chị Hương cho quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì người ta mời chị lên thì trên đó có nói gì không? Dạ, thì nó hỏi tường trình là sự việc, người ta hỏi đi hỏi lại cũng có như đó. Dạ. Coi mình có nói xạo không? Dạ. Thì như là em đi xuống dưới đó thì em làm thuốc đó, thì em thấy là cái viên thuốc đó chính bàn tay mình làm ra, là em thấy là cái viên thuốc đó như thế nào. Dạ. Như là mình giúp cái sức khỏe cho người ta đó, là em thấy là cái lời xuống được chỗ đó làm là thấy ý nghĩa lắm luôn, tại vì mình được trải nghiệm những cái loại thuốc, rồi những cái mà mình làm ra thì cho mọi người uống hết bệnh, thì lúc đó là mình cảm thấy là mình vui lắm. Dạ. Khi đó người uống cũng là mình luôn, mình cũng làm tự làm ra. Có đi leo núi hay lấy thuốc chưa? Dạ chưa, tại vì còn đang học ở dưới đó nên chưa. À, tại vì ở trên núi á là mới có trồng ngải cho nó đó, là lên núi nên mình đem ngải về làm cây thuốc, bào chế cây thuốc.
chị nói khi nào mà học gần đầu rồi bắt đầu vô sâu sâu vô trong thì chị thấy dẫn đi. Dạ. Nhưng mà như vậy là ngày hôm nay cũng đã mừng chị Hương rồi. Thì bây giờ tụi em sẽ cố gắng hỗ trợ cho chị bằng cách là anh em sẽ chia sẻ cái câu chuyện của chị lên để được bà con cô bác mà đang yêu thương của chị Hương. Thì ngày hôm nay cũng như là có một cái kết rất là tốt đẹp, là cũng đã giải quyết xong cái vấn đề của cha Dượng. Thì chị Hương đã an tâm. Coi như là bây giờ anh em sẽ tạo điều kiện cho chị để mà chị có thể buôn bán như những gì mà lúc đầu chị ước mơ ha. Đó, và bây giờ thì anh em ở đây thì cũng không có mua kêu gọi bà con hay là kêu gọi từ thiện cho giúp cho chị về tiền bạc, nhưng mà ở đây là anh em cũng muốn giúp bằng cái công sức là dùng những cái sản phẩm của công ty có sẵn, để mà ngay từ đầu thì anh em sẽ hỗ trợ những cái phần đó cho chị bán. Sau thì mình bán được, bà con ủng hộ thì mình lấy cái đồng tiền đó mình làm cái vốn. Giống như là rồi xong đó, thì chị muốn buôn bán gì thêm đó thì lúc đó chị sẽ lấy chị bán ha. Rồi tụi em sẽ quay clip để mà hỗ trợ cho bà con để biết được chị bán những cái mặt hàng gì, để mà mọi người còn biết ủng hộ cho chị. Đó là có đó là những cái gì mà nhóm cho anh em của em sẽ làm được thì sẽ tụi em sẽ làm hết mình giúp cho chị. Thì cũng rất là mong cô chú anh chị mà xem video của anh em và ngay từ đầu theo dõi câu chuyện của hoàn cảnh gia đình của chị Hương tới bây giờ, và cũng như đồng hành với nhóm anh em, thì ngày hôm nay chị Hương cũng sẽ buôn bán những như là bé tiền. Sắp tới thì bán những mật ong, nước cốt nhào, rồi bột ngải đen, rồi tinh bột nghệ. Đó là những sản phẩm của anh em mà hỗ trợ cho chị Hương, để chị Hương bán thêm có thêm thu nhập lo cho bé Quyên. Nó thì giờ cái công việc mà hiện giờ là mẹ của chị Hương thì cũng không có đi làm thuê được nhiều tiền, thì ai thuê gì làm đó. Rồi xong với hoàn cảnh thì bây giờ là mẹ con bà cháu thì cũng nói chung là cũng khó khăn quá vậy, nên thành ra anh em cũng muốn nhín một cái chút thời gian để mà hỗ trợ hết mình cho chị Hương. Thì cũng rất là mong quý anh chị khán giả yêu mến thì ủng hộ cho chị Hương trong thời gian sắp tới ha chị Hương ha. Thì đây là nhóm anh em cũng như là giúp gì được cho chị thì tụi em sẽ giúp hết mình để cho chị có thêm thu nhập. Vậy còn vài bữa nữa là tụi anh sắp xếp để mua cho em cái điện thoại, để như là tụi anh cũng hướng cho bé Tuyền nó hướng dẫn em để em bán hàng. Chị bé Tuyền bữa giờ nó cũng quen rồi, nó cũng nói chung là cũng thành thạo về vấn đề livestream rồi. Chứ trước ống kính thì trước mới quay anh em quay mình rất là bình thường, tại vì mình chỉ có mấy ba người thôi. Còn khi mình livestream á thì cả ngàn rồi, cả ngàn mấy ngàn người người ta đang xem mình. Thì chắc có thể là trong nay mai gì đó anh em rảnh thì anh em sẽ có thể là tạo một cái buổi phát trực tiếp cho chị Hương, thì coi như là mình hướng dẫn cho chị Hương bán hàng, để cho chị Hương sẽ bắt đầu về công việc làm quen với lại bán hàng như thế nào. Lần đầu tiên để cho em làm chuyện ấy thì chị Hương ha, xúc rất nhiều người. Thì rồi xong xuôi thì mình sẽ đi, ví dụ như chị muốn thì tại vì cô ở dưới nhà thuốc ở dưới á thì cũng gọi lên cho nhóm anh em cho em nói là ví dụ như chị muốn đi xuống dưới học và làm việc ở dưới cũng được, mà hai thì chị có thể là học biết về cái cách thức mà mình bán hàng buôn bán như thế nào, cách tư vấn như thế nào rồi đó, thì mình về chỗ mình cũng được. Rồi ở dưới chị sẽ ở dưới người ta sẽ hỗ trợ cho chị, là cũng giống như tụi em vậy đó, hỗ trợ thuốc lên để cho chị bán đó, để chị kiếm thêm tiền. Nên thành ra là chị muốn quyết định như thế nào chị suy nghĩ, theo chị muốn xuống dưới hay là chị ở đây thì đó cũng được. Ý là của em là kiểu như xuống dưới học cho gần xong xuôi hết, với lại mình biết phân biệt cái những cái loại ngải để mà trị cái gì với cái gì. Xong khi mà đã có buôn bán thì khán giả hỏi thì mình biết. Với lại em cũng muốn về nhà bán để làm con, làm con dạy con đi học này nọ nữa. Vậy thì tạm thời là như vậy đi. Rồi em sẽ nói chuyện với bên nhà thuốc, rồi chị xuống dưới chị học ít hôm nữa rồi để cho chị biết lúc mà chị gần rồi đó thì chị cứ nói với nhà thuốc,
chị nói với chị mấy chị ở dưới, xong rồi là ở dưới người ta sẽ hỗ trợ, sẵn sàng hỗ trợ cho chị ha. Dạ. Người ta đưa thuốc cho mình đem về mình bán, mình kiếm thêm, rồi xong sẵn đây thì anh em cũng đã gửi hàng xuống cho chị. Rồi trong thời gian đầu, chắc trong thời gian đầu thì tụi em sẽ hỗ trợ cho chị về bằng cái cách là chia sẻ những cái video clip này lên để cho bà con cô bác biết chị bán những cái gì. Dạ. Để người ta ủng hộ ha. Rồi mình bán thời gian nữa thì lâu là mình quen được rồi khán giả rồi đó, thì tụi em sẽ chỉ cho chị bán, giống như là hay là chị tạo một cái trang là Facebook hay là TikTok hay cái gì đó để chị bán một mình kiếm thêm thu nhập ha. Dạ. Còn trong thời gian đầu thì tụi em sẽ hỗ trợ cho chị là livestream bán hàng để chị kiếm thêm thu nhập, thuần thục những cái công việc đó đi. Rồi lúc đó là lúc mà em quay TikTok hay là Facebook á, là lúc đó là em cũng có là khán giả yêu mến em, thì cô chú á mua ủng hộ em nữa. Tại vì cái gì cũng vậy, mình mới ban đầu một cái gì nó cũng có nhiều cái vấp phải, phải học hỏi lắm, cái gì cũng từ từ, cho nên là mình cứ thoải mái tinh thần đi, mình cứ thoải mái đi. Trọng là mình đi học ngồi thuốc đó đi, như là cũng như em nói là mình học thuốc cho nó gần gẽ đi, để cô chú hỏi mình, để mình tư vấn một cách cho nó hay hơn, chỉnh chu hơn, để cho cô chú an tâm mà để uống cái những cái viên thuốc làm gan. Cái đó là quan trọng lắm, tại vì những cái loại ngải đó người ta bệnh gì người ta hỏi mình, những khi mình không biết nên phải đi học. Đúng rồi, tại vì cái này là cái nghề thuốc này đâu phải là ai người ta cũng dạy thôi, như là em có cái duyên lắm á, tại vì cái đó là bốn đời gia truyền em, đúng không? Với lại có cái đó nhiều ngải lắm. Dạ. Loại ngải không, chị này chị kia tùm lum lắm. Đúng rồi, thì tại em ngày hôm nay thì cũng xuống nè, nghe tin chị đi, chị báo hồi hôm á, chị kêu mấy chị ở dưới điện thoại cho báo cho nhóm anh em á, tụi em cũng tích tắc xuống luôn, nên là thành ra gấp quá, nên là ngày hôm nay để cho chị giải quyết xong cái sự việc của chị đi. Yeah. Rồi tụi em cũng nói mới được hồi sáng là kêu anh em bên cảnh gửi hàng xuống rồi, thì có thể là chắc là ngày mai gì đó thì tụi em sẽ sắp xếp xong cho chị livestream một mùa hôm. Yeah. Chị bán hàng thử coi là bà con của bác có ủng hộ chị Hương không, để cũng rất là mong là bà con cô bác sẽ yêu thương chị Hương cũng như giống như là hoàn cảnh của bé Tèn. Đúng rồi, thì tụi em sẽ hướng dẫn cho chị ngày đầu tiên like rồi bán hàng như thế nào. Nhưng mà khi mà em nói chị nha, thí dụ bây giờ tụi em đang ghi hình chị như vậy, chị không có biết là cái khi mà mình nhìn vô màn hình nó như thế nào, đúng không? Giống như là giờ tụi em ghi hình thì chị giống như đang trò chuyện trực tiếp với em thôi. Nhưng mà ngày mai, ví dụ ngày mai tụi em like á, thì cũng có rất là nhiều người mà mình không nhìn thấy họ mà họ lại nhìn thấy mình. Như là cô chú comment lên đó thì chị có run không? Dạ, tại giờ đó giờ chưa làm cái chuyện mà livestream vậy đó. Dạ, giờ mà mới làm thì chắc hồi hộp. Dạ. Nhưng mà cái hồi hộp hơn đó là sợ khán giả không ủng hộ hả? không có đâu chị, tại vì nè, chị có rất là nhiều cô chú á, là comment cho em á, là nói là bây giờ thôi bây giờ chị theo nhóm tụi em bán hàng đi để bà con cô bác ủng hộ nó, nên thành ra thì cái công việc bây giờ hiện giờ bây giờ nói chung là tiện cho chị nhất là chị bán hàng đó để bà con cô bác ủng hộ chị thì chị có thêm thu nhập, và chị ở nhà thì vừa phụ được mẹ của chị, thứ hai nữa thì chăm sóc cho bé Quyên nó ổn định hơn nữa. Chứ bây giờ đi làm mà chị bỏ đi bé Quyên đi làm ở nhà với bà ngoại thì cũng rất là khó. Tại vì nó đi cũng lúc nào cũng nhớ mẹ, còn xưa lúc mẹ cũng nhớ con, cái công việc của mình làm mà nó tập trung được. Tại vì đó giờ hai mẹ con nương tựa nhau, tại vì lúc mà chồng mất thì hai mẹ con nương tựa nhau tới bây giờ. Dạ. Nó mến tay mến chân mình nhiều đúng không? Dạ. Nó quen thôi rồi. Thì giờ để có thời gian nào đó đi, thì nếu mà bé Quyên á thi xong nghỉ hè đó thì tụi anh sẽ như là cho chở bé Quyên xuống thăm em chứ. Em đồng ý không? Nếu mà em xuống chơi một ngày thì em cứ an tâm đi, cứ như là tập trung vào cái công việc của mình đi, thì khi nào mà có gì á thì em cứ lên tiếng nói với tụi anh. Với lại thấy chị dưới cũng dễ mà, nhiều khi nhớ thì xin về cũng đâu có gì đâu. Ừ, đúng rồi, mà như là sợ Hương đi vậy di chuyển tới luôn nó mệt thôi, tại vì đường nó cũng khá là xa. Thì chị ở dưới đó chị cũng nói là có việc gì hay gì cần thì nói chị, khó khăn gì thì nói với chị. Yeah. Nhưng mà nhiều khi mình
biết là nó chỉ nói vậy thôi, nhưng mà công việc của mình thì mình cũng sắp xếp cho ổn định, chứ đâu phải cứ Đúng hỏi rồi, làm cái gì cũng phải xin chỉ gì đúng đâu rồi, được. đúng rồi. Dạ. Mình làm ở đâu là mình phải có trách nhiệm ở đó, nên đâu có phụ lòng tốt người ta được đâu. Nhưng mà gọi hôm giờ thì chị về chị đi giao này thì gọi cho em thì chưa có báo mẹ chị hay chưa? Dạ chưa, tại vì em về hồi lên học phim mà Dạ, là mình sáng về là đi quá. lên xã luôn hả? Dạ À. rồi em định xong xuôi rồi, rồi làm xong rồi chiều chiều em ghé thăm con em, bắt Dạ. đầu em sắp xếp em làm Điện chút việc. là đi chung với tụi em nè, đi lên xã xong đi, làm việc xong đi tụi em đợi chị đi chung với tụi em vô chổng gặp cô luôn. Bữa giờ tụi em cũng không có thời gian để ghé thăm cô nữa. Thưa cô, giờ tình hình sức khỏe của cô ổn định rồi chưa? Bữa đó cô nói là chú bị bắt đó, nên cô cũng buồn á, nên là anh em cũng muốn đến thăm cô coi cái sức khỏe của cô như thế nào. Bữa giờ sáng nó cũng thăm Tây Nguyên buồn lâu quá không gặp Tây Nguyên. Thì theo chị, dù vừa cái sự việc mà được nhóm anh em của em chia sẻ câu chuyện của mình lên trên mạng xã hội rồi xong, thì cái gọi là cái niềm vui nhất của trong nhóm anh em của em á là gọi là cha dượng của chị cũng đã được giải quyết, thì theo chị nghĩ như thế nào chị Hương? Thì bây giờ ổng tự tạo ra tội thì giờ ổng phải chịu tội thôi. Dạ. Cái giờ bây giờ làm cái gì thì cũng có pháp luật hết trơn á, mà lúc làm ổng suy nghĩ thì bây giờ hối hận thì cũng muộn rồi. Nói chung ra thì qua cái sự việc đó thì mấy anh em cũng nhận lại, cũng có rất là nhiều những cái ý kiến nó trái chiều đủ thứ, nói về anh em đủ thứ, nói về bên mẹ chị, tại vì khi mình đã giống như là đã lật mặt lắm, đã xảy ra những cái tình huống gì đó đã nó trái ngược lại. Đầu tiên thì nhóm anh em thì cứ gặp mẹ chị là cứ ủa vì sao thì cô lại đối xử với chị như vậy đó, rồi bây giờ khán giả cũng nói về anh em, nói về anh em tại anh em mới vô làm cho cái gia đình nó như thế này thế nọ, rồi đến khi kết cục á, thì mới biết được cái câu chuyện nó như thế nào. Thì nói chung ra là sống trên đời mà đâu phải ai cũng như ai đâu, chính người người ý như ý của mình vậy, ý người kia khác rồi ý người khác, là tất cả là nó đều khác ý, là không ai mà giống ai được Thì hết. đó là Mình mỗi ở là mình không cũng không có trách là những cô chú mà đúng đã rồi lên nói nhóm anh em mình vậy, rồi cô vậy, rồi Hương vậy, thì cái đó là mình cũng là coi như là cái động lực để cho anh em mình làm sao đó để giúp cho hoàn cảnh Hương có cuộc sống tốt đẹp hơn, để có tiền để nuôi cho con thôi. Còn như là ta nói cả người ta cứ bây giờ mình biết sao, giờ chính người người thì ý mà. bây giờ khán giả họ chưa hiểu thì họ sẽ nói như vậy. Nếu như mà mọi người mà đặt vô cái tình cảnh giống như em hoặc là giống như mấy anh đi, thì họ thấy hoàn cảnh như vậy, không thấy thôi mà đã thấy hoàn cảnh như vậy rồi thì họ có bỏ lơ luôn hay không, hay là họ quay lại giúp? Mà nếu như thì chắc cũng kể là có người người ta sẽ bỏ lơ, người ta vô tâm người ta sẽ bỏ lơ, người ta sẽ không có chú ý tới. Không, nhưng mà em nói chị Hương về thì qua cái sự việc của chị ấy, ngay từ đầu bà con không hiểu thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì cái kết là thực sự bằng chứng đã có đầy đủ, và cái người có tội thì người ta cũng đã được pháp luật trừng trị, đó là ba dượng của chị. Nên thành ra những cái video ngày hôm nay nói chung là tụi em cũng rất là vui, là khi tụi em cũng đã được minh oan, là bà con cô bác trách lầm tụi em, nói tụi em phá gia đình chị đó, nhưng mà bà con ngày hôm nay cũng đã hiểu ra sự việc như thế nào rồi ha chị ha. Đó thì bây giờ chị cũng an tâm đi, bây giờ thôi thì cũng chưa rồi, để chị sắp xếp đi rồi lên xã đầu giờ chiều xong thì tụi em sẽ chở chị đi vô gặp mẹ chị ha. Rồi thì bây giờ trước khi mà tụi em sẽ hỗ trợ cho chị buôn bán nè, thì chị có cái lời nào mà chia sẻ với quý vị khán giả để mà quý vị khán giả ủng hộ mình không? Dạ thì em chỉ mong là sau này em bán hàng đó, nhiều thì nhiều khán giả thương em thì ủng hộ cho em, là em có động lực buôn bán. Nếu như mà một ngày nào đó mà em mà kiểu như buôn bán được nhiều hàng thành công hơn nữa thì em hứa là em cũng sẽ phụ với mấy anh là đi giúp nhiều người khác. Dạ. Rồi em cảm ơn chị ha. Thì bây giờ thôi chị nghỉ ngơi chút xíu nữa, là thay đồ đạc tắm rửa đi lên trên xã, rồi chiều thì tụi em sẽ chở chị đi vô thăm mẹ chị ha. Dạ.
Dạ rồi, em chào chị.